Sáng ngày 23 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Forbes cập nhật lại thứ hạng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup. Theo đó, ông Vượng sở hữu khối tài sản ròng 43,9 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ hạng 27 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên một tỷ phú Việt Nam có vị trí cao như vậy trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp của chúng tôi để thấy khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 20,5 tỷ đô la Mỹ trong ngày hôm qua, tăng cao nhất thế giới. Đứng thứ hai là gia đình vị tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành LVMH, có khối tài sản tăng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 theo giờ Mỹ, cổ phiếu VinFast bất ngờ tăng vọt trở lại và lên gần tới đỉnh thiết lập trong phiên giao dịch chào sàn hôm 15 tháng 8, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp dù khối lượng giao dịch tăng khá mạnh nhưng còn ở mức thấp. Đóng cửa phiên 22 tháng 8, tức là rạng sáng ngày 23 tháng 8 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VinFast VFS đã tăng gần gấp đôi so với phiên liền trước đó, tức là lên tới 36,72 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Trong phiên, có lúc cổ phiếu VFS phá ngưỡng 40 đô la Mỹ, cú tăng giá mạnh của VFS giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 20,5 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng tài sản lên 43,9 tỷ đô la Mỹ. Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 27 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes. Chủ tịch tập đoàn Vingroup, công ty mẹ của hãng xe ô tô VinFast, đã giành lại được vị trí người giàu nhất khu vực Đông Nam Á, một vị trí mà ông Phạm Nhật Vượng đã đạt được trong phiên VinFast chào sàn chứng khoán Nasdaq hôm 15 tháng 8 và trong hai phiên sau đó. Trong phiên lên sàn Nasdaq hôm 15 tháng 8, cổ phiếu VinFast đóng cửa ở mức hơn 37 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, tương đương hãng xe ô tô Việt có vốn hóa 85 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng được Forbes và Bloomberg tính toán có khối tài sản khi đó khoảng 44,5 tỷ đô la Mỹ, xếp trong top 30 người giàu nhất. Với 43,9 tỷ đô la Mỹ, ông Phạm Nhật Vượng cũng xếp trên vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos là bà Mackenzie Scott, xếp thứ 36. Cùng với cú nhảy vọt trở lại của cổ phiếu VinFast, tài sản của ông Vượng vượt qua cả ba người giàu nhất Indonesia, gồm hai anh em người Indonesia Budi Hartono và Michael Hartono, những người đang sở hữu 25 đến 26 tỷ đô la Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng hiện đang là người giàu nhất Đông Nam Á. Hiện tại, cả Đông Nam Á có 11 người sở hữu khối tài sản từ 10 tỷ đô trở lên. Người giàu nhất Thái Lan và Singapore đều sở hữu khoảng 14 tỷ đô la Mỹ, còn người giàu nhất Malaysia có khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Ở khu vực châu Á, ông Vượng đứng ở vị trí thứ 5 sau hai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, 98,2 tỷ đô la Mỹ, Gautam Adani, 58,6 tỷ đô la Mỹ. Và hai người giàu nhất Trung Quốc là Trung Thiểm Thiểm, 60,3 tỷ đô la Mỹ, chủ tập đoàn đồ uống Nong Fu Spring, và Trương Nhất Minh, nhà sáng lập TikTok với 45 tỷ đô la Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng cũng giàu hơn người giàu nhất Hàn Quốc là chủ tịch Samsung JY Lee, hơn 8 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 256. Người giàu nhất Nhật Bản là ông chủ Uniqlo, Tadashi Yanai, 34,4 tỷ đô la Mỹ. Và những doanh nhân tên tuổi khác của Trung Quốc như Mã Hóa Đằng, chủ của Tencent, 33,9 tỷ, hay Jack Ma, chủ tịch tập đoàn Alibaba, với 24 tỷ đô la Mỹ. Vừa rồi là cập nhật mới của Forbes vào sáng ngày 22 tháng 8 về khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, với một khối tài sản lớn như vậy thì một thực thể hoặc một cá nhân sở hữu nó có thực sự sở hữu nó toàn bộ hay không? Với một khối tài sản lớn như vậy có rất nhiều cách tính khác nhau và Forbes chỉ là một trong những tham chiếu khi tính toán khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng kể từ khi VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một trích đoạn trong chương trình bàn tròn của VTC Now với ông Trần Bằng Việt và ông Nguyễn Chí Hiếu về sự kiện VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq để hiểu rõ hơn về cách tính này. Lần đầu tiên một công ty về công nghệ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, đã được niêm yết trên cái thị trường khó tính nhất, nghiêm khắc nhất là Nasdaq tại New York. Đây là một cái tin rất vui mà tôi nghĩ rằng có lẽ VinFast đã phải trải qua rất nhiều những quá trình cũng như được cộng sự bởi tất cả những không những là các chuyên gia ở trong nước mà các luật sư rồi các chuyên gia về tài chính ở nước ngoài để có thể lên được sàn. Và đặc biệt nữa cũng phải là một cái công ty mà có bề thế, có tình hình tài chính ổn định thì mới có thể lên sàn chứng khoán. Về phần mình thì sao ạ? Ông Trần Bằng Việt, ông cảm nhận thế nào về màn ra mắt này ạ?
Tôi cũng rất là quan tâm. Tôi và những cái nhóm bạn của mình thì rất là quan tâm, tại vì bản thân chúng tôi cũng có những doanh nghiệp và chúng tôi cũng làm việc thường xuyên với những doanh nghiệp mà họ cũng quan tâm một cái đến một cái thị trường rất là lớn. Một cái câu chuyện mà chúng tôi quan tâm đó là cái phản ứng của cái thị trường chứng khoán của những nhà đầu tư Mỹ như thế nào đối với một cái sản phẩm Việt Nam, một cái doanh nghiệp có mang màu sắc Việt Nam, thì liệu chừng nó có tích cực hơn không? Và như vậy đó có phải là một dấu hiệu tích cực hơn cho những dòng đầu tư, cho những việc niêm yết sau này của các công ty, các tập đoàn khác của Việt Nam mình hay không? Thì chúng tôi chờ đợi cái việc đó nhiều hơn là cái câu chuyện cụ thể là cái mức giá là bao nhiêu. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng có phần là nó hơi ngoài cái mong đợi một chút xíu. Chúng tôi không nghĩ là nó lên đến 37. Và chia sẻ đồng ý với cái góc nhìn của bác Hiếu đó, thì cũng bổ sung thêm là VinFast thì có 2,3 tỷ cổ phiếu, nhưng trong đó thì chỉ có 4,5 triệu cổ phiếu là được phép lưu hành, tức là chưa đến 0,2%. Và trong phiên ngày hôm qua thì có 9,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, tức là có rất là nhiều người đi mua đi bán lại trong phiên. Tức là cái hiệu ứng mà chúng ta gọi là MMM đó, Market Maker, để mà tạo nên một cái lưu thông của thị trường. Thì cái con số này thì nhiều nơi cũng không đồng ý, một số kênh tài chính quốc tế cũng không đồng ý con số 85 tỷ mà chúng ta trong nước chúng ta đưa với nhau đâu. Ví dụ như là MSBC họ tính ra con số chỉ có 200 lẻ mấy triệu đô thôi, chứ không phải là mấy 85 tỷ đô như là một số cái báo chí và một số cái kênh trong nước chúng ta tính. Vâng, bên cạnh rất nhiều ý kiến bày tỏ sự tự hào và ủng hộ với việc là VinFast niêm yết trên một trong những sàn chứng khoán khó tính nhất của Mỹ, thì sau sự kiện này mở ra cho VinFast cơ hội tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường vốn trong thời gian tới. Nhưng mà cũng có không ít những ý kiến cho rằng là con đường phía trước của VinFast chắc chắn là sẽ không trải đầy hoa hồng với rất nhiều thách thức bên cạnh những cơ hội. Vậy thì về phần mình, người mà đã từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ và có những cái quan sát rất là gần với cái nền kinh tế Mỹ, sàn chứng khoán Mỹ, thì ông cảm nhận như thế nào về những cái nhận xét này ạ? Tôi phân tích dưới hai khía cạnh, tài chính và thị trường. Thị trường đây là thị trường xe điện. Trước hết là vấn đề tài chính, chúng ta biết rằng đi vào trong thị trường chứng khoán là rất gian khổ rồi. Thì cái đó là cái điều chúng ta thấy, và tôi cũng rất mừng là VinFast có thể lọt vào trong thị trường chứng khoán và niêm yết tại Nasdaq ở New York. Đó là một cái tin vui. Thế nhưng mà cái việc mà lọt vào trong một cái thị trường chứng khoán và được niêm yết và giữ được cái giá trị cổ phiếu, và đến cuối cùng thì là cái cổ phiếu đó tăng trưởng cho nhà đầu tư, đó là một cái chuyện khác. Thế thì vào một cái thị trường tài chính thì là một cái niềm vui, nhưng mà duy trì được cái vị trí của mình trong thị trường tài chính và làm cho cái giá trị thị trường của tài chính từ 20 đô la xuống 17 đô la lên 37 đô la và cứ thế tiếp tục lên, đây là một cái câu chuyện khác. Nó đòi hỏi rất nhiều những cái sự kiên trì và tất cả những cái kế hoạch của tài chính của VinFast. Còn về vấn đề thị trường, VinFast hiện tại đang đi vào công nghệ mới, tức là xe điện, và nhảy vào một cái thị trường mà tôi nghĩ rằng vô cùng cạnh tranh. Tôi vừa mới ở Mỹ về được 2 ngày. Ở trên đường phố của Mỹ, xe điện không nhiều, phần lớn vẫn là xe xăng, tại vì xe xăng nó dễ dàng lắm, trạm xăng góc đường nào cũng có cả. Còn cái trạm sạc của xe điện thỉnh thoảng mới có một cái. Chưa kể là bây giờ đi vào những cái vùng sa mạc 200-300 cây số không có một cái trạm nào, thế thì chỗ nào để có thể sạc xe điện được. Tôi tin rằng trong tương lai, trong 50 năm nữa là xe ở tất cả thế giới đều là xe điện cả. Nhưng mà từ đây đến 50 năm nữa còn bao nhiêu cái biến chuyển, mà đấy là thế giới, mà đấy là Mỹ, chứ chưa kể Việt Nam. Theo cập nhật bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có 43,9 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 27 toàn cầu và là người giàu nhất khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, cùng với mức tăng ấn tượng, trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, thanh khoản của VinFast cũng bùng nổ với hơn 19,4 triệu cổ phiếu được sang tay, trị giá giao dịch đạt hơn 633 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin đến quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.